Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và video hôm nay lại là một video nói về bản quyền nha mọi người hả. Và nếu như các bạn đang để ý cái background đằng sau lưng mình hoặc là những cái tiếng ồn xung quanh đó thì đừng để ý đó, bởi vì đơn giản là mình hết nó nói rồi đó. Từ nãy giờ nó cứ ồn mà hoài, tôi đã gọi là phải quay đi quay lại từ nãy giờ tầm khoảng là hai ba lần gì đấy, bởi vì đơn giản nó là tiếng ồn. Ok, có người đi qua đi lại và nói chuyện rồi rất là bực mình từ nãy đến giờ, nhưng mà tôi sẽ cố gắng, tôi làm cái video này sẽ cố gắng làm nó cho bằng được, mặc kệ là có bất kỳ tiếng ồn nào xảy ra đi chăng nữa. Ok, thì cái vấn đề đầu tiên là các bạn bạn sẽ nói rằng là những cái video reaction của tôi đã mất hết rồi đó. Thì xin thưa nên là tôi đẵng hết rồi đó. Thì các bạn đó, thì sau khi nói xong câu này sẽ có vài người nói ui thằng này lại dở trò câu view mẹ ơi, ẩn hết video và nói rằng là ui mình không còn reaction nữa, mình cảm thấy áp lực các kiểu đúng không. Thì không 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 không, tôi không có rảnh để mà làm kiểu đó, bởi vì thứ nhất anh, nếu mà tôi câu view thì tôi có thể làm cái chuyện sốc hà sốc hơn rất là nhiều, đó là ví dụ như mấy thanh niên mà kiểu như YouTuber nào đó gọi là người ta nói về việc của cô Phi Nhung đó, người ta đã mất rồi nhưng mà vẫn không tha đó, kiểu như thế đấy. Thì nói chung là tôi cũng không biết là cái thông tin của những cái người đó lấy đó là có đúng hay là không đó, có phải là sự thật hay không thì tôi cũng không biết đó. Nhưng mà có điều là tôi có xem trên báo Thanh Niên, tôi có xem trên báo Thanh Niên thì đúng thật là cô Phi Nhung cô ấy đã mất rồi, nhưng mà kiểu như là mấy thanh niên YouTuber đó thì cứ vẫn kiểu các kiểu à, thì thôi à, thì tôi không nói nhiều, tôi đây mất công hay nói nhiều á là họ sẽ nói là tôi đá đạp đổ chén cơm của họ, và họ sẽ gọi là người ta tập trung lại và bóc phốt tôi và chửi rủa tôi và xúc phạm cả gia đình dòng họ nhà tôi, như là gia đình mày thật là vô phước mày đẻ ra một cái thằng mặt lờ như mày như thế nào đấy đấy kiểu vậy. Rồi quay lại vấn đề chính, đó là tại sao tôi lại đăng ẩn hết những cái video video reaction đi. Thì đây tôi đã bị ăn thêm một gậy nữa, tổng cộng là hai gậy, và cái gậy này là đến từ chính chủ của video luôn. Đó là lúc như bạn nào chưa biết thì tôi đã có reaction video của Thỏ Bảy Màu, và chủ kênh đã gọi là gì ta đánh bản quyền tôi, và YouTube đã gỡ cái video này của tôi, gỡ bỏ khỏi cái kênh của tôi. À, cái cảnh báo này được nhận vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Đây còn đây là cái cũ nè, cái cũ thì được nhận vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, cách nhau còn tháng à. Cái nhận được vào tháng 12, cái nhận đào vào được tháng 11. Đó. Ok đó. Thì có một số bạn sẽ nói rằng là ok thì mày có thể lựa chọn phương án đó là liên hệ với người khiếu nại chẳng hạn đó. À, nói chung là hay là tôi có thể liên hệ với người khiếu nại, nhưng mà thứ nhất là các bạn nên hiểu đó là tôi đã gọi là sai trước, tức là như thế nào, tức là tôi đã reaction video của họ nhưng mà tôi không hề xin phép đấy, cho nên là sao, cho nên là bây giờ mà tôi liên hệ với họ kiểu như nói rằng những cái câu như là anh ơi em không cố ý gọi là lấy video của anh, em chỉ reaction thôi chứ em không hề gọi là ăn cắp video của anh này các kiểu đó, thì họ sẽ nói thì thứ nhất là tôi nói gì vậy là không được, bởi vì thứ nhất là tôi reaction video ta tôi của người ta mà tôi không xin phép. Ok, mà thứ hai nữa là thứ hai mà tôi liên hệ với họ mà tôi nói rằng là tôi không cố ý gọi là tôi không có ý, hoặc là tôi không có gọi là re-up video của họ thì nó cũng hơi sai sai, bởi vì thứ nhất đó là cái hệ thống reaction đó, reaction thì nói chung là nó cũng hơi hơi giống re-up thôi đó. Reaction thì nó cũng hơi giống giống hơn nha, tôi nói hơi giống hơn nha, hơi thôi, chỉ là cái hơi thôi, cái hơi nha, không cái hơi thôi. Đó cái hơi đó, đó cái hơi á thì nó hơi giống thôi, hơi giống cái re-up một xíu, re-up đó chính là bạn sẽ bưng nguyên cái video của người ta và bạn dán vào cái kênh YouTube bạn, còn cái react á thì nó chỉ là các bạn xem video của người ta và sau đó là gắn cái mặt của bạn vô, gắn cái mặt của bạn vô cười nói vui vẻ các kiểu bình luận này kia nọ đó, đó thì hai cái đó nó hơi hơi giống thôi, chỉ là cái hơi thôi đó. Ok đó, thì cho nên nó làm đây là cái lỗi của tôi không, và tôi bị đánh là đúng chứ không hề sai sai sót gì ở đây cả không đó. Và sẽ có vài bạn nói là ui mới có hai gậy thôi mà còn một gậy nữa mới bị bạc màu cơ mà, chạy đi thoải mái đi cũng có sao đâu. Thì thứ nhất là tôi không có dám, mọi người, tôi không có dám không, nhất là tôi đẻ tôi nhát gan lắm, tôi là một cái con người nhát gan từ lúc mới đẻ ra tới giờ rồi, cho nên là các bạn kêu tôi nói là ui thoải mái đi làm lại thôi, thì thứ nhất là các bạn nếu như các bạn chưa biết thì trong vòng 3 năm
tôi đã làm YouTube được 3 năm rồi và cái chất lượng video của tôi nó chẳng thể nào cải thiện lên được một tí nào hết. Và trong vòng 3 năm qua tôi đã đạt được tổng cộng là hơn 350 người đăng ký. Ok, đây con số hiện tại của tôi đây. Đây. Đâu để cho bạn xem. Đây 350 người đăng ký nhá trong vòng 3 năm này. Đấy. Đấy. Trong vòng 3 năm thì tôi đã đạt được hơn 350 người đăng ký. Đó. Vì nếu thì tôi dựng lại cũng được hết, nói chung là tôi làm lại cũng được thôi, nhưng mà cái điều đó là có thể nó sẽ mất thêm khoảng nó sẽ mất thời gian hơn tầm 4 năm, 5 năm, 6 năm, thậm chí là 10 năm chẳng hạn đó, để mà cái dựng lại những cái con số mà tôi có được như bây giờ đó. Và thứ hai nữa là tôi vẫn chưa được tiêm vaccine gậy bản quyền mọi người ạ. Ok, ACN bị đánh gậy bản quyền nhưng bị ăn tới 14 gậy. Ok, ăn tới 14 gậy nhưng mà vẫn sống sót đó, bởi vì ICM nói rằng là anh ấy đã được tiêm vaccine 14 gậy bản quyền, vaccine gậy bản quyền, cho nên thành ra là anh ấy cái đề kháng của anh ấy nó đã tạo được kháng thể để mà chống lại cái gậy bản quyền này. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì không không được tiêm cái vaccine đó, cho nên thành ra là tôi không có kháng thể để mà chống lại cái con virus bản quyền này, cho nên là như bạn thấy đó, tôi không thể nào để mất cái kênh của tôi được, bởi vì đơn giản 3 năm đó có ít ỏi gì đâu đó. Ok, và tất nhiên thì bây giờ tôi các bạn sẽ nói rằng là ok hãy đi tiêm vaccine gậy bản quyền đi. Thì thứ nhất theo tôi biết nha, theo tôi biết thì không, này tôi đoán thôi, đoán cho phải biết, theo như tôi đoán là ở trên cái đất nước Việt Nam này á là chỉ có một liều thôi, một liều duy nhất của cái vaccine mang tên là vaccine gậy bản quyền đó, và nó đã được tiêm cho ICN. ICN là người may mắn được tiêm cái liều vaccine duy nhất đó, còn tôi thì tôi là kẻ gọi là không được may mắn, cho nên là không được tiêm, cho nên thành ra là bây giờ hay là tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi, thôi một cái cảnh báo nữa thôi là tôi sẽ bay màu, cho nên thành ra là tôi không dám và cái gan tôi nó không đủ và thế là bây giờ là tôi chỉ muốn nói với bạn rằng là có thể là tôi sẽ dừng video, dừng cái việc reaction ngay tại đây, dừng lại ngay lập tức luôn và không bao giờ reaction nữa đó. Bây giờ đơn giản là ok như bạn thấy hai gậy ok đó. À, không không reaction nha, không reaction nữa, mặc dù tôi biết rằng reaction nó rất là vui, reaction nó thì nó sẽ gọi là có nhiều chuyện để nói hơn, ví dụ như các bạn, nhưng mà có điều là như sao vậy nè, ví dụ như các bạn sẽ reaction video của 1975 đi, các bạn sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, kiểu như là như nào cái đoạn này, hay là nó có mùi khịa như nào, hoặc là cái này hay nó nhắc tới vấn đề như nào, và cá nhân của tôi nghĩ về vấn đề đó như nào đó, thì nó kiểu như thế thôi hả? Nhưng mà có điều là nó sẽ gặp các gói một cái chỗ đó là liên quan tới bản quyền đó, và cái chất xám của tôi thì nó cũng chất xám của tôi thì nó cũng không được tận dụng hết tối đa. Nhưng mà nói chung là tôi là một thằng gọi là không có chất xám đâu, nói chung là tôi là một thằng gọi là chất xám đã vừa đã dùng hết rồi, hiện tại bây giờ tôi đã dùng hết rồi đó. Bằng chứng là gì, bằng chứng là dạo gần đây ha, tôi học hành rất là sa sút, học hành cực kỳ sa sút, và năm nay tôi học hành rất là sa sút và chả được cái hồi tích sự gì, và rất là vô hồn vô này vô kia vô tất cả mọi thứ, vô định tất cả mọi thứ. Và như bạn thấy thì video mới nhất của tôi là sinh tồn 1.000 ngày trong thế giới siêu phẳng, thì như bạn thấy là những cái người tài năng thì tôi đã tóm tắt trong vòng là không biết bao ngày, 779 à, từ ngày 700 tới ngày 799 tới ngày 1.000 á, thì những cái người tài năng họ sẽ tóm tắt chỉ trong vòng có khoảng hơn 1 tiếng, còn tôi thì tóm tắt trong vòng hơn 2 tiếng á. Thì các bạn biết rằng hay là cái lượng chất xám của tôi nó ít như thế nào, và con người của tôi nó ngu ngu si tới cỡ nào. Ok đó, rồi cho nên là bây giờ là có vài bạn sẽ nói rằng là không reaction vậy thì mày làm cái gì, thì chắc thể là tôi sẽ chơi game thôi mọi người ạ. Tôi sẽ chơi game thôi và tôi sẽ thực hiện cái dự án mà tôi đã hứa với các bạn, đó chính là Minecraft thế giới vô tận đó. Thì cái đó cái dự án mà tôi đã nói rằng là tôi sẽ làm xong rồi sau đó tôi sẽ có thể là tôi sẽ suy nghĩ thêm một cái khác nữa, nhưng mà có điều hay là không không bỏ nha, tôi không 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 nghỉ YouTube nha, nhưng mà có điều hay là làm xong cái dự án thế giới vô tận đó, thì tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một cái hứng thú nào đó, một cái cảm hứng mới nào đó, ví dụ như vẽ tranh, tôi có thể là vẽ tranh và sau đó quay 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 rồi đăng lên cho bạn xem, có thể là
mặc dù tôi biết là tôi vẽ không đẹp và tôi vẽ rất là ngu các kiểu đó, nói chung là tôi một người không có tài năng gì cả đó. Tôi là chỉ là một cái thằng kiểu như là rất là nhỏ con thôi, trẻ tấm chiếu mới, đúng không? Tấm chiếu mới cho trải sự đời, ảo tưởng sức mạnh và ảo ảo tưởng gì ta, ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng quyền lực và ảo tưởng tiền bạc. À sao tôi đã nói tôi ảo tưởng sức mạnh và tiền bạc? Bởi vì thứ nhất là lúc lúc đầu tôi xem video á, cái lúc mà cái như là tôi biết đến video game á là đầu tiên của đó là ở anh Mr. Thắng đó, đầu tiên là tôi biết kênh của anh đó, tôi biết kênh lúc trước tôi cũng lên YouTube để mà xem này xem kia thôi, nhưng mà lúc đó là tôi vẫn chưa biết đến là YouTube là nó có những cái hình thức là quay video game để mà cho người xem họ xem đó. Thì cái kênh đầu tiên mà tôi xem được á, video đầu tiên tôi xem được thì tôi cũng quên rồi đó, tôi xem được cái kênh đầu tiên nha, tôi nhớ đó là cái kênh đầu tiên mà tôi xem được đó chính là kênh của anh Mr. Thắng. Ok đó, thì dần dần thì tôi cứ xem video của anh, xem từ 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 thì sau này thì tôi mới biết được đó là subscribe là cái gì, còn comment là cái gì, còn share là cái gì đó. Lúc trước tôi cũng không biết subscribe là gì, comment là gì, rồi share là gì đâu, tôi chỉ biết là hay là lên YouTube rồi sau đó xem là xem lên YouTube xem video rồi sau đó là xong đó thôi, chứ tôi cũng không biết subscribe là gì, view là gì, comment share là cái giống ông gì hết đó, tôi chỉ biết là xem thôi hả. Thì cứ xem video của anh Mr. Thắng từ từ thì tôi biết được đến kênh Game Offline, Game Offline nào đó thì xem, sau đó tôi lại tiếp tục có một cái kênh mới nữa, tôi biết là tôi lại tiếp tục xem video của một kênh mới đó chính là kênh Game Offline đó. Thì lúc đó tôi cứ kiểu như là hay quá, hay quá, kiểu như là tôi rất là ấp ủ, không ấp ủ là tôi sẽ với video game, tôi sẽ quay về game GTA 5, tôi sẽ quay về tất cả những bản mod mà tôi đang mong ước, và tôi sẽ được triệu view và tôi sẽ được đâu tầm mấy ngàn đô, kiếm được mấy ngàn đô và giúp cho gia đình chắc kiểu, nhưng cuối cùng bây giờ trong vòng 3 năm làm thì chả được cái giống ông gì hết. Nói chung là đấy, thì đó là cái lúc đó tôi còn nhỏ lắm mọi người, hình như lúc đó tôi lớp 5 phải không ta? Khoan khoan, bây giờ tính thời điểm hiện tại là 3 năm. 3 năm đúng không? Hiện tại bây giờ là 3 năm. Khoan khoan, để tôi quay sang đây cho chắc. Đây, để tôi chuyển qua đây cho chắc. Ngày 25 tháng 4 năm 2018. Ngày 25 tháng 4 năm 2018. Vậy thì 2021, 2021 mà trừ cho 2028 là 3 năm. Đúng rồi. Còn nói chung là sau 3 năm làm thì ấy thì nói chung là năm nay tôi 16 tuổi rồi. 16 16 mà trừ cho 3 năm, 16 trừ 3, 13 tuổi. Là tôi đã bắt đầu làm kênh YouTube từ năm 3 tuổi, từ năm 13 tuổi mọi người à. Ok. Và lúc đó nha, lúc đó tôi nghĩ rằng là tôi sẽ gọi là làm rất là nhiều thứ, tôi sẽ kiếm được vài ngàn đô trước tuổi 18. Không, trước tuổi 18 tôi sẽ kiếm được vài ngàn đô, tôi sẽ xây nhà lầu, xe hơi các kiểu, mà cuối cùng tôi mới biết rằng hay đó chỉ là những cái gì ta, những cái ảo vọng của tôi trẻ, ảo vọng của những thanh niên trẻ trâu mà tuổi mới lớn chưa gì ta, vậy thì chưa xong đó, kiểu vậy đó. Và đấy thì như thì video này chúng thông báo là đó là tôi không reaction nữa, và tôi sẽ chuyển sang thì tôi sẽ gọi là tiếp tục tập trung vào cái dự án cuối cùng của tôi, đó chính là cái dự án cuối cùng của tôi đó chính là Minecraft thế giới vô tận. Đó, thì có một bạn kia gọi là bạn nó đăng ký kênh tôi luôn rồi. Đó, bạn nó nói rằng là hãy mua GTA Vice City remaster chơi đi. Tôi sẽ hỏi người ta, mình sẽ ủng hộ bạn. Đó, thì ok, cảm ơn bạn đã gọi là khuyến khích mình người ta. Ủa, khuyến khích không ta? Không phải. Cảm ơn bạn đã gọi là ủng hộ mình, nhưng mà thật sự là mình không có tiền. Mình không có tiền, thật là mình không có tiền. Thì các bạn sẽ nói là không có tiền thì xin tiền bố mẹ, xin tiền bố mẹ, xin tiền cô chú anh chị họ hàng. Thứ nhất á, nói bạn nghe nè, thì thứ nhất á thì mình cũng biết, nhưng mà cái điều là mình muốn nói các bạn nghe như này. Thứ nhất á, cái việc tiền bạc nó rất là mệt mỏi bạn, thật luôn. Cái việc tiền bạc á là cái việc rất là mệt mỏi. Như nói chung là các bạn có thể là các bạn là sao ta, mình cũng không dám dạy đời ai, nhưng mà có điều hay là mình cũng biết sơ sơ, bạn biết sơ sơ về cái giá trị của đồng tiền các bạn, thì cho nên là mình kiểu như mình cũng không muốn xin bạn, mình kiểu như là mình muốn dùng tiền của chính bản thân mình làm ra bạn. Ví dụ như mình muốn mua một con game nó đi, mình sẽ không cái quay lại vấn đề chính chứ, nãy nó hơi bị gián đoạn đó, thì mình sẽ gọi là dùng cái tiền của mình làm ra để mà mình mua. Thì lúc trước mình có thể lúc trước nha cái lúc trước thì mình có thể là mình xin ba mẹ, ok mình sẽ xin ba mẹ bố mẹ của mình kiểu như là cho con xin tiền chơi game đi, nhưng mà thứ nhất là mẹ mình đó bạn, mẹ mình kiểu như là có nói với mình như này, chắc nói với mình như thế này, tức là con á, nói chung là hay là con á là xin tiền mẹ cái gì con mẹ không biết, nhưng mà mẹ muốn nói với con như thế này nè, đó là
mấy con xin tiền mẹ về cái vụ mà học hành này cái nọ đó là mẹ sẵn sàng mẹ cho con hết, nhưng mà riêng về vấn đề mà chơi là mẹ không có cho, mẹ không có cho một đời, mẹ không có cho mà mẹ mẹ không có chịu cái vụ đó. Đó thì mình thấy ok đúng mà. Bây giờ thứ nhất á, là xin tiền chơi game không á, thì nó cũng chả được cái gì. Thứ nhất á, chơi game á, thì nó cũng gọi là vui thiệt đó, nhưng cái điều là nó không cho mình bất kỳ một cái kỹ năng hết trơn bạn. Ví dụ kìa, xã hội này chúng ta cần kỹ năng giao tiếp để mà làm việc nhóm các kiểu á, nhưng mà trong khi đó game game thì cũng cần đi, game thì nó cũng có thể cho chúng ta kỹ năng đó. Như chúng ta chơi lọ là Liên Quân Mobile, chúng ta có thể kết hợp được kỹ năng giao tiếp cái này cái nọ. Nhưng mà thứ nhất các bạn nên hiểu là chơi Liên Quân thằng nào nó cũng không chịu mở mic hết, thằng nào nó cũng kiểu như nó im re, nó cũng chỉ chat thôi bạn, nó chỉ chat thôi chứ nó không có mở mic kiểu giao lưu này cái nọ, không 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 hề. Nó cho nên thành ra là với lại thêm một phần nữa, mình là người hướng nội mà, mình là một con người hướng nội nữa, và bên kia lại ở tiếp tục ồn, và thế là cho nên thành ra là mình đang chật vật về cái cuộc sống mình rất là nhiều, mình thiếu thốn rất là nhiều kỹ năng, mình thiếu thốn rất là nhiều kỹ năng bạn. Ví dụ như là kỹ năng giao tiếp mình không có, kỹ năng gì ta, kỹ năng phân tích xử lý tình huống mình cũng không có, kỹ năng làm việc sao cho hiệu quả mình cũng không có luôn đó. Tất cả mọi thứ mình không hề có, cho nên là ok, cho nên là hay là mẹ mình nó suy nghĩ cái việc đó là hay là tiền học thì mẹ thì mình sẽ giao hết, ơi tiền học thì mình sẽ cho tiền học cái việc học á mẹ mình sẽ cho hết, nhưng mà cái đề thì việc cha mẹ mình sẽ không cho các kiểu đó. Đó thì thứ hai đó, lúc trước thì mình cũng kiểu thì lúc đó thì mình còn nhỏ bạn, mình kiểu như nói là hay là mình có thể mình sẽ sinh, mà có một thời gian nha, thời gian gần 2 3 năm nay, hoặc là một hai năm nay mình ý thức được rằng đó là hay là mình dùng tiền của mình làm ra nó sẽ gọi là sao ta, sướng hơn. Đó kiểu như là bạn cứ việc tưởng tượng như này đi, các bạn mượn tiền của thằng bạn bạn rồi sau đó bạn đi mua một con game, bạn mua một con game đó mà bạn chơi á thì các bạn sẽ trả nó sao đúng không? Đó, nhưng mà có điều riêng bản thân mình đó, thứ nhất á, là cái việc mà mình thích cái con game đó mình muốn mua nó là cái đó là cái việc cá nhân của mình. Không, tức là gì à? Mình thích cái con game đó là bản thân mình thích rồi. Nhưng mà thằng bạn mình nó không thích. Mà mình lại đi mượn tiền nó, là mà mình lại đi mượn tiền của nó để mà mình mua cái con game này. Đó, đúng không? Rồi mình mua xong mình chơi xong một thời gian mình chán rồi mình lại bỏ cái con game đó. Rồi trong quá trình chơi đó mình chẳng làm ra được tiền, mình chẳng kiếm ra được một đồng xu cắt bạc nào để mà kiểu như là trả ngược lại tiền cho nó. Thì cái này thì bản thân mình cảm giác giống hệt như là mình đang làm phiền người ta. Đó, cái cả cái là cá nhân của mình thôi, suy nghĩ cá nhân mình hay là mình làm như vậy chẳng khác nào mà là mình làm phiền người ta hết, cho nên thành ra là mỗi lần mình không làm. Đó, thì kiểu như là cái suy nghĩ đó nó hơi phần lý trí bạn. Cái suy nghĩ đó của mình đó, nó thuộc cái phần mà không có thiên hướng về tình cảm mà nó thiên hướng về lý trí á. Kiểu như là như này, kiểu như mình suy nghĩ là ở thằng bạn mình nó còn có nhiều việc, ví dụ như là học tập, tiền ăn, tiền uống, người gia đình bạn bè cái nọ nữa mà mình mượn tiền nó như vậy thì cũng không được cho lắm. Đó. Thì đó thì cái đó là cái phần suy nghĩ của mình nó thiên về lý trí bạn. Đó thì nếu như mà bạn làm vậy với bạn bè thì ok không sao, nhưng mà mình áp dụng cho bố mẹ mình luôn, mình nói là mình áp dụng cho gia đình mình luôn, kiểu như là mình sẽ cố gắng mình tìm cách làm cho mình kiếm ra được một đồng tiền nào đó, rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái đồng tiền đó của mình. Nó bởi vì thứ nhất là mình sử dụng cái đồng tiền đó đó, ví dụ như mình tháng này mình kiếm được 10 đồng đi mà mình dùng hết 10 đồng luôn đó, thì mình sẽ không có cảm giác phải bồn chồn lo lắng gì hết, mà cho dù có thì nó cũng sẽ nhẹ hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất á, nếu như mà cái tiền đó là cái tiền mượn á, tiền mượn mà sau khi bạn dùng hết luôn á thì các bạn sẽ lo lắng gấp đôi. Vì thứ nhất là lo lắng là làm sao có lại được tiền, ok, có lại được tiền đó. Rồi cái lo lắng thứ hai đó là có được tiền xong rồi phải trả nợ cho cái thằng mà mình mượn nữa đó, thì nó sẽ cái sự lo lắng đó nó sẽ nhân nhân gấp đôi. Còn nếu như mà mình kiếm được việc làm rồi mình dùng cái số tiền đó của bản thân mình làm ra, ví dụ như mình tiêu hết luôn đi, mình tiêu hết luôn đi, thì coi như tháng đó thì mình sẽ gọi là nhịn đói, mình sẽ kiểu như là mình nhịn đói thôi đó. Còn nếu như mà hay nhịn đói không nổi thì mình sẽ đi mượn tiền người khác, ok, bần cùng đó thì mình sẽ đi mượn. Còn nếu như mà mình vẫn còn trụ được thì mình sẽ gọi là dùng đó, nhưng mà mình sẽ không gọi kiểu như là mình không có lo lắng gì nhiều bạn, mình chỉ lo lắng là bây giờ mình đã hết tiền rồi, bây giờ mình phải cố gắng mình làm sao đó để mà mình có lại được một ít tiền đó mà mình sống sót qua cuối tháng đó, kiểu vậy đó, vậy thôi đó. Còn nếu như mà các bạn kiểu như là mượn đi, các bạn dùng hết luôn mà cuối tháng các bạn cũng chẳng có được cái giống ôm nha, các bạn không còn gì hết, các bạn phải lo tiền là cuối tháng các bạn ăn cái gì và lấy tiền đâu mà trả cho người ta đó, thì hai cái vấn đề nó ập ập ngược ập
nói chung là đập thẳng vô bản mặt của bạn thì bạn sẽ rất là áp lực mấy cái nọ đó, thì đó mình kiểu như vậy đó. Ok, thì đó là cái quan điểm cá nhân của mình đó. Thì còn rồi mình cũng nghe nói đâu là cái GTA Vice City Remastered đó là lỗi nhiều 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 lắm luôn á. Mình nghe ông Mi Game, mình có xem video của ông Mi Game á, ông review ông nói là hay là bị cộng đồng GTA ha đánh giá một sao quá trời luôn, bây giờ đơn giản là sửa lại gì đâu mà còn tệ hơn ở gốc. Lỗi gì đâu, lỗi quá trời lỗi, cho nên ra là mình cũng hơi e ngại các bạn à, mình cũng hơi ngại nha à, với lại cái nó đắt 60 đô các bạn, nó 60 đô lận, 60 đô 24.000, 24 mà nhân cho 60 đô, ok 24 mà nhân cho 60 đô để mình lấy máy tính đi à, đây là mình lấy ra đây 60 nhân cho 24.000, 60 đô mà nhân cho 24.000 thì nó sẽ ra 1.440.000. các bạn coi đi, mình lấy đâu ra 1 triệu bây giờ ha? Mình lấy đâu ra 1 triệu để mà mình mua game bây giờ đúng không đó. Mình là cái thằng kiểu như là người ta rảnh lắm, mà mình trong nhà mình là mình thằng rảnh đấy, mình là cái thằng rảnh nhất luôn á, học ăn và ngủ, học ăn và ngủ đó. Thì các bạn sẽ nói là ui sướng thế, không sướng đâu bạn, không sướng đâu đó. Thì sướng thôi, sướng ở một cái mặt nào đó, ở một cái mặt nào đó các bạn sẽ nói rằng ui sướng thế, nhưng về một cái mặt khác á, thì nó không hề sướng. Vì sao? Thứ nhất á, là mình chỉ việc ăn, mình học rồi sau đó mình ngủ, nhưng mà mình lại thiếu đi cái sự gọi là quyết liệt trong công việc, và thiếu đi cái sự tính toán, phân tích, giải quyết tình huống công việc đó. Những cái kỹ năng đó mình thiếu, kỹ năng giao tiếp mình cũng thiếu luôn, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ đó. Mình thiếu tất cả mọi thứ luôn đó. Nhưng mà trong khi đó là cái kỹ năng giao tiếp thì mình cần phải làm đó. Thì tại sao mình lại nói đó là kỹ năng giao tiếp cần? Bây giờ đơn giản là mình nói chuyện không có được lọt tai, mà mình nói chuyện không được lọt tai, đa phần là những cái cuộc nói chuyện của mình là nó kiểu như là mình nói tầm được 4 5 câu gì đó là người ta nghe không lọt tai, người ta bỏ đi luôn. Đó là thứ nhất, là cái đó, đó chính là lý do sao mà mình nói rằng là cái kỹ năng giao tiếp của mình nó rất là kém là ở chỗ đó. Ok rồi, thì video này nó cũng dài rồi, thì mình muốn chỉ muốn nói với bạn thôi, như vậy thôi, đó là mình sẽ không reaction nữa, mình sẽ không reaction nữa, và mình sẽ quay sang mình làm cái video đó là có phải làm cái dự án đó chính là Minecraft thế giới vô tận. Ok, làm xong cái thế giới đó thì mình sẽ gọi là gì ta, bye bye YouTube, bye bye YouTube, tạm biệt ngôi trường YouTube, lâu lâu tôi sẽ về thăm, lâu lâu tôi sẽ về thăm ngôi trường này đó, kiểu vậy đó. Và đồng thời thì có thể là mình sẽ chen trong trong lúc quá trình mà kiểu như mình làm cái dự án đó thì mình cũng sẽ chen, mình sẽ làm thêm vài cái nội dung khác, ví dụ như là viết viết một cái lời rap, mà viết lời thôi nha, viết được lời rap chứ tôi không nói tôi là rapper nha, tôi chỉ biết viết được một cái lời nhạc thôi, biết viết lời nhạc thôi, biết thôi, còn viết hay không tôi không biết, được chưa? Tôi chỉ kiểu như bạn hỏi mình đi là biết viết viết lời viết viết lời nhạc không, biết viết có hay không, không biết, viết có hay không, không biết, vậy thôi đó. Ok rồi, bye bye bạn. À vâng, quên nữa, còn có một vấn đề khác đó là các bạn biết gì không, đó là có một lần mình xem được một video của top 10 thú vị, top 10 thú vị nha, nói rằng hay là những kênh YouTube bị đánh bản quyền ở trên YouTube, và cái lý do vì sao bị đánh bản quyền cho các bạn đã biết rồi chứ gì đó. Nhưng mà có một kênh bị đánh bản quyền, nhưng mà mình có một kênh bị đánh bản quyền mình nghe xong mình kiểu bất ngờ luôn bạn, đó là kênh Tamao TV. Mình nghe xong kiểu ủa cái kênh đó có reaction đâu mà bị đánh bản quyền, thì lý do tiết lộ khiến mình bất ngờ hoàn toàn, các bạn biết lý do bị đánh bản quyền là gì không? Đó là trùng tên. Ok, tức là sao, cái kênh Tamao TV đó có tên là gì, Tam Mao TV, thì lại có một công ty nào đó đi đăng ký bản quyền, nhưng mà đăng ký cái tên đó nè, đăng ký cái tên là Tam Mao TV, cuối cùng cái kênh Tam Mao TV đó bị đánh bản quyền vì cái tên giống nhau. Rồi ok đó, vậy là bây giờ nên nhí, nhưng mà mình muốn tiếp tục mình làm YouTube á là mình phải đi đăng ký bản quyền rất là nhiều thứ, đăng ký về tên nè, đăng ký về nội dung video mình làm các kiểu, đăng ký rất là nhiều. À, mà mình không biết là đăng ký có tốn tiền không, nếu như mà đăng ký tốn tiền thì thật sự nói thật bạn luôn là bây giờ mình không có tiền để mà mình đi đăng ký luôn á. Cho nên là ok. À, nghỉ nghỉ nói rồi, bye bye.